Đồng bào và các bạn thân mến, trong chuyên mục Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai ngày hôm nay, chúng tôi xin được chuyển tới đồng bào và các bạn những nét đẹp truyền thống trong lễ cưới của đồng bào dân tộc Dao Đỏ ở thôn Bản Pho, xã Bản Qua, huyện Bát Sát. Sau đây, mời đồng bào và các bạn cùng theo dõi. Hôm nay tại thôn Bản Pho, xã Bản Qua, huyện Bát Sát, dân bản ai cũng có mặt mừng cho đám cưới của đôi bạn trẻ Tần A Hin và Tần Ú Mẩy. Khu đất trống bằng phẳng cách nhà trai khoảng 500 mét sẽ được chọn làm nơi chuẩn bị y phục cho cô dâu trước khi được đón vào nhà. Theo phong tục của người Dao Đỏ thì chị gái và anh rể kế sát sẽ là người đứng ra thay mặt bố mẹ lo cho em gái suốt trong quá trình đưa tiễn cô dâu về nhà chồng. Một việc quan trọng nhất là chuẩn bị bộ khung khăn đội đầu cho cô dâu. Cô dâu khi về nhà chồng phải được che mặt bằng những mảnh vải đỏ vì màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng. Che mặt là thể hiện sự trong trắng của một cô gái trưởng thành. Nếu như trong đời người con gái phải xuất giá lần hai thì sẽ không đội chiếc khăn này mà chỉ đội một chiếc ô. Trong quá trình đoàn nhà gái chuẩn bị thì trưởng đoàn đi đón dâu về báo tin cho gia đình. Hay tin đoàn nhà gái tới, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chiêng, thanh la vang lên rộn ràng đến đón đoàn. Với một khoảng cách nhất định thì đoàn kèn trống dừng lại chờ phía nhà gái chuẩn bị. Trong lúc này, bài kèn mang ý nghĩa chào đón đoàn nhà gái tiếp tục được vang lên cho tới khi việc chuẩn bị đã được hoàn tất. Quan sát thấy việc chuẩn bị đã xong xuôi, đoàn kèn trống cùng với đại diện nhà trai tiến về phía nhà gái thực hiện nghi lễ đón chào. Trong suốt quá trình đón đoàn, tiếng kèn, tiếng trống luôn ngân vang theo từng bài. Khi hai đoàn gặp nhau đều cúi chào theo lễ nghĩa truyền thống và những cái bắt tay thân thiện. Cùng với đó là người bên nhà trai sẽ đón, đỡ đồ đạc mang theo của trưởng đoàn và các thành viên khác bên nhà gái thể hiện sự trân trọng. Sau màn chào hỏi, đoàn nhà trai xin phép được rước cô dâu cùng đoàn về nhà trai. Đoạn đường dù gần hay xa, đoàn vẫn dừng lại nghỉ chân để nhà trai mời thuốc, mời trà. Tôi sinh ra và lớn lên ở thôn Bản Pho, xã Bản Qua. Họ tên đầy đủ là Triệu Dùn On. Tôi rất vinh dự được thầy gia chủ mời làm chủ hôn cho đôi bạn trẻ hôm nay. Với trách nhiệm của thầy cúng, trước tiên là báo cáo tổ tiên hôm nay gia đình có thành viên mới. Sau đó là làm phép cầu cho đôi bạn trẻ gắn kết với nhau suốt cuộc đời, xin cầu phúc, cầu nguyện cho hai bên gia đình và đôi bạn trẻ hẹn chúc mừng. Sau khi nghỉ chân, cùng với các nghi lễ của dân tộc, sẽ là phần đón rước theo nghi thức đặc biệt. Để thể hiện sự trân trọng đoàn nhà gái, đoàn kèn trống rước dâu sẽ đi vòng quanh đoàn và chia thành từng tốp hai người một theo vai vế từ cao tới thấp, với ý nghĩa không để lẫn người ngoài vào để đón tiếp được chu đáo hơn. Giờ đón dâu vào nhà được xem và tính toán kỹ lưỡng nhất. Thường thì chọn ngày hợp với dòng họ, không trùng vào ngày tháng năm và giờ sinh của bất cứ thành viên nào trong gia đình để tránh xung khắc sau này. Do phải chờ đến giờ đẹp mới đón vào nhà, nên hôm nay cô dâu phải nghỉ lại ở bên ngoài tại một gian buồng đã chuẩn bị sẵn chờ tới ngày hôm sau. Giờ dần đã điểm. Đây là thời khắc quan trọng nhất của đám cưới người Dao Đỏ. Tiếng kèn, tiếng trống nổi lên, thúc giục hai bên sửa soạn nhanh chóng cho kịp thời gian. Cô dâu được đón vào cửa chính gian giữa chờ làm thủ tục. Tiếp theo, chú rể được đoàn kèn trống đón ra cùng với phù rể. Chủ hôn là thầy cúng có uy tín, đạo đức tốt, gia đình hạnh phúc, cuộc sống khá giả, được gia đình chọn mời từ trước tiến hành nghi lễ cúng báo cáo tổ tiên gia chủ. Trước hết là làm phép trừ tà, dài hạn cho cô dâu, sau đó báo cáo với tổ tiên, chính thức
cho nhập thêm thành viên mới về với gia đình. Tiếp đó là cầu phúc, cầu may và cầu cho đôi bạn trẻ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Chú rể và cô dâu sẽ bái gia tiên theo nghi lễ truyền thống, sau đó bái ra mắt hai bên họ hàng. Đặc biệt là cô dâu sau khi bái chào ông bà, cha mẹ, chồng, còn bái cả thần bếp với mong muốn cuộc sống luôn được ấm cúng, hạnh phúc. Sau khi hoàn tất nghi lễ, cô dâu chú rể trở về phòng riêng giúp nhau tháo mũ áo truyền thống ra và ra phòng ngoài chuẩn bị nước rửa mặt cho người cao tuổi hai bên gia đình và tiếp khách tới mừng lễ thành hôn. Vì sao cô dâu lại phải được đón vào cửa chính, gian chính giữa nhà, thưa anh Liều? Mỗi dân tộc đều có nét đẹp truyền thống và cách gìn giữ bản sắc đó riêng biệt. Việc đón dâu phải vào cửa chính, gian giữa, chứ không vào cửa phụ có ý nghĩa phải trình qua cho tổ tiên được biết. Ngày thường đến chơi thì đi cửa nào cũng được, nhưng khi là cô dâu trong ngày cưới thì nhất định phải đi cửa này. Có như thế thì gia tiên mới công nhận là thành viên mới trong gia đình. Thưa anh, tôi thấy trước khi đón cô dâu vào cửa, thầy cúng phải làm rất nhiều thủ tục như thế. Theo quan niệm, khi chưa về làm dâu là con của người ta, khi đã đón vào nhà mình là thành viên chính thức, là con cái trong một nhà, do vậy ta phải xin phép và báo cáo với gia tiên được biết và quản lý. Ví dụ như trước kia gia đình này có 6 người con, hôm nay thêm dâu mới sẽ là 7 người, do vậy ta phải làm lễ báo với gia tiên và người giao quan niệm trần sao âm vậy mà. Thưa đồng bào, cũng như nhiều dân tộc khác, lễ cưới là nét văn hóa độc đáo riêng biệt và ngay sau đây sẽ còn nhiều nghi lễ hấp dẫn hơn. Chúng ta cùng hòa mình vào tìm hiểu xem như thế nào nhé. Các lễ rượu mừng, rượu cảm tạ đấng sinh thành của cô dâu được bày ra. Hai bên ăn uống vui vẻ, hát đối đáp, chúc phúc cho đôi bạn trẻ, xen kẽ giữa các lễ rượu. Đầu tiên chủ lễ sẽ hô to cho cả mâm và xung quanh nghe rõ. Lễ này là để tạ ơn ông bà đã có công dạy dỗ, chăm sóc cho cô gái nên người. Lễ này là lễ cảm ơn bố mẹ đã sinh thành, dưỡng dục cho cô gái trưởng thành, rồi đến các lễ cô, dì, chú bác và anh chị em trong gia đình, cùng với những lời ca tiếng hát vui vẻ. Cuộc vui cứ thế kéo dài đến giờ trở về nhà của đoàn nhà gái. Thưa anh, trước mỗi ly rượu vì sao chủ lễ lại phải hô to như vậy? Truyền thống của người Dao là thế. Có như thế hai gia đình mới vui, thể hiện sự đoàn kết gần gũi hai gia đình là một. Và đây cũng là thể hiện lòng hiếu khách của gia chủ. Sau khi ăn uống mừng vui cho đôi bạn, khi ra về còn biếu thêm cả thịt và rượu cho đoàn nhà gái nữa. Lễ này được đội kèn trống cổ vũ và với các bài kèn có ý nghĩa riêng. Thì ra là vậy. Thế sao lại phải hô nhiều lần thế? Có như thế, cuộc vui mới kéo dài, được theo nghi thức truyền thống xa xưa truyền lại. Sau tiệc ăn mừng cho đôi bạn trẻ thì các thành viên đưa dâu trước khi về đều có phần quà. Ý nghĩa của việc này là thế nào thưa ông? Theo truyền thống của người Dao là thế. Phần rượu thịt này là để cảm ơn đoàn đã tiễn cô dâu tới nơi, gồm đùi lợn dành cho ông bà, cha mẹ, anh chị, còn các thành viên khác thì chỉ khoảng 1 cân, thể hiện lòng thành của gia chủ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn ông. Để đám cưới được diễn ra theo ngày đã định, người Dao cũng phải trải qua nhiều bước theo truyền thống. Sau khi đại diện hai gia đình thống nhất được, thì làm lễ chạm ngõ, ăn hỏi, định ngày, xin dâu và đón dâu. Cùng thời gian đó, gia chủ phải chuẩn bị chu đáo nhiều việc nữa mới tổ chức thành công một lễ cưới theo nghi lễ truyền thống. Khi con trai đến tuổi lấy vợ, việc đầu tiên chúng tôi phải chuẩn bị là vải vóc, tơ lụa, vải đỏ để chuẩn bị trang phục cho cô dâu. Có đủ những điều kiện đó thì mới đi hỏi vợ cho con trai. Nếu được nhà gái chấp thuận
thì làm lễ định ngày, sau đó cô dâu được nghỉ ở nhà trong vòng 1 năm để thêu quần áo. Những thứ đó là không thể thiếu được khi chuẩn bị hỏi vợ cho con trai và cả những đôi vòng xà tích, cúc áo cùng các trang sức khác bằng bạc trắng nữa. Theo phong tục người Dao là bên nhà gái cũng đặt ra mấy lễ bên nhà trai phải lo, trong đó gồm tiền giấy, bạc trắng cùng với các lễ vật khác. Không nhiều nhưng phải có đủ theo nghi lễ. Để kết thúc, chủ hôn còn tiến hành làm lễ nhận mặt và dặn dò đôi bạn trẻ phải sống biết yêu thương và có trách nhiệm với nhau cũng như là đối với hai bên gia đình. Thưa anh có nhận xét như thế nào trong lễ cưới của người Dao đỏ? Theo tôi thì người Dao đỏ ở huyện Bát Sát nói chung và Bản Qua nói riêng thì cơ bản còn lưu giữ được những nét đẹp truyền thống. Trong đám cưới này vẫn còn thực hiện tốt theo ngày xưa, chỉ lược bớt những phần rườm rà không cần thiết thôi. Lễ cưới Dao đỏ là nét văn hóa độc đáo trước nguy cơ bị mai một như hiện nay. Là người hiểu sâu về văn hóa dân tộc Dao, theo anh thì chúng ta cần phải làm gì để lưu giữ và bảo tồn nét đẹp này? Vâng, trước xu thế hội nhập, cải tiến có rất nhiều nét văn hóa bị mai một. Bên cạnh đó cũng còn nhiều nét đẹp độc đáo vẫn được lưu truyền. Ngay cả người Dao đỏ ở bản Pho này cũng có những mai một nhất định. Theo tôi, muốn phát huy được những truyền thống tốt đẹp, không còn con đường nào khác. Ngay thế hệ hôm nay cần có trách nhiệm bảo tồn, khuyên răn con cháu, cùng biết trân trọng những gì cha ông ta để lại. Có như vậy, thế hệ trẻ mai sau mới hiểu rõ về cội nguồn văn hóa của dân tộc mình. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn anh về cuộc trò chuyện hôm nay. Khi ra về, các thành viên đoàn nhà gái đều có quà do bên nhà trai gửi tặng, gồm đùi lợn dành cho ông bà bố mẹ đẻ và chị gái, người thay mặt bố mẹ lo mọi việc trong quá trình đưa dâu. Các thành viên khác sẽ có những phần thịt phù hợp. Đoàn kèn trống lại tiễn đoàn ra tới đầu ngõ, thể hiện sự trân trọng, hiếu khách của gia chủ. Như vậy, lễ cưới người Dao đỏ là một trong những nét văn hóa truyền thống, trong đó chứa đựng những giá trị về văn hóa sâu sắc. Đồng bào và các bạn thân mến, chương trình Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của đồng bào và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.